các bạn. Hôm nay là gì? Hôm nay là mình quay bài mới. Đấy thì là hôm nay bạn Ánh sẽ cho chúng ta một tour guide. Mọi người nhìn vào trong này đang quay thế nào. Đấy, đừng quay em. Đấy. Đấy, và bài này sẽ rất là hay. Sẽ chế từ một các khúc gọi là bí mật. Gọi là bài các khúc bí mật. Bí mật à? Không được bật mí. Rồi ok, bí mật. Nó cực kỳ hot trong thời gian sắp tới. Đó. Giới thiệu luôn, đây là anh âm thanh. Anh đẹp trai là Hưng Nobita. Xin chào các em. Anh Nobita, mặc tướng Nobita. Đó. Không biết nói gì nữa thì là mọi người vẫn đang quay. Em thì không có vai. Vai này nó vai phụ thôi. Vai này về, hôm nay anh không diễn ạ. Hôm nay không diễn nên là mọi người đừng có hóng chờ gì nữa. Nhưng mà vẫn đón chờ sản phẩm của cô mề. Vì chắc chắn là tôi sẽ đóng một vai ngắn ngắn thôi, không nhiều, khoảng 6-7 phút trong cái màn này, thế thôi. Thế không nhiều lắm. Đúng rồi. Đây là mình giới thiệu, đây là chị Quỳnh. Quỳnh Béo Nhất Đoàn. Đấy. Xin gái nhất đoàn. Đấy. Ông này thì biết rồi. Mọi người không biết, em không giới thiệu nữa. Không quen ông này. Đây là thằng chủ tịch Sang. Diễn viên hot nhất đoàn. Đấy. Còn đây là anh quay phim. Đấy. Còn cái chị mà đang cầm điện thoại đây là mọi người cũng không cần biết làm gì. Đấy. Chị quán nổi tiếng không cần biết. Không biết. Đây là tất cả mọi người, em không giới thiệu nữa, nhiều quá. Đấy.